quyền share cho tôi. Ok. Rồi, anh mày rồi. Rồi, mở rồi đó. Rồi. Thì hôm bữa anh em mình có làm cái bài này rồi. Ý là nói sơ. Thì mấy bữa nay nó nóng lại. Thì Mạnh Mạnh thì hôm nay mới chơi, chắc nói sơ sơ lại. Thì anh cũng đồng ý là USDT thì hiện nay theo tin mới nhất thì USDT họ tăng cái back của họ trong tài khoản lên bằng tiền mặt lớn hơn cái lượng họ phát hành, hình như là 86 tỷ trên 76 tỷ đô gì đó. Thì tại vì bữa giờ nó cũng bị phớt nhiều nên họ tăng. Còn các đồng US BUSD thì là đồng duy nhất được audit và có CZ back thì thấy nó cũng khá là an toàn. Thì hôm bữa như tôi nói anh cũng đổi một ý sang BUSD. Còn USDC thì của Coinbase thì không rõ lắm. Còn còn lại những cái đồng mà back vào thuật toán như là cái đồng của Luna thì thứ nhất là họ back vào thuật toán thì là nó không có stable. Mà thứ hai là cái thuật toán đó của họ thì nó lại back vào BTC thì lại là back vào một cái bên ngoài mà mình không kiểm soát được thì thấy là nó khá là rủi ro. Còn hiện nay thì cơ chế của USN thì họ back vào NIR và USDT. Thì NIR thì bên quỹ thì quỹ Decentral Bank thì họ 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 có kiểm soát cái phần NIR đó. Thì nãy anh có nghe Mạnh có nói thì tại vì như cái bài này thì chắc là mọi người có đọc rồi thì là hiện nay thì là có 674 triệu NIR. Thì trong đó là cái phần staking là 67% và quỹ của NIR bỏ thêm 100 triệu nữa là 15% nữa. Thì là họ đã nắm gần như là đa số cái nguồn cung của NIR. Thì cái khó ở đây là ví dụ như USN mà người ta đổi từ stablecoin như là USDT sang USN thì cái USN nó tăng lên thì lấy đâu ra mà đổi NIR ngược lại. Thì anh nghĩ là lúc đó thì thứ nhất là họ sẽ dùng chính cái stablecoin đó để họ bắt cho cái đồng USN về giá 1 đô. Tại vì nếu người khác đem stablecoin vào, còn nếu mà họ đem USM họ đổi lại ra NIR thì bây giờ bên NIR thì họ sẽ có một cái tỷ số rủi ro nào đó. Tức là anh nghĩ là họ sẽ rất là thận trọng trong cái việc là được đổi ra bao nhiêu phần trăm NIR ra USM để họ có một cái mức an toàn để họ kiểm soát. Và ngay cả bên NIR thì nội bộ thì cũng nghĩ là đây là một cái chủ đề rất là kiểu như là rất là nhạy cảm và họ cũng chưa có quyết định gì thêm. Đấy là chưa chưa có tung ra những cái gói staking như là họ nói là lên đến 20%. Chốt lại là anh nghĩ nếu mà NIR họ kiểm soát cái tỷ lệ của NIR và USN ở một cái mức an toàn thì nó vẫn an toàn hơn USD nhiều. Tại vì USD nó đang back vào BTC. Thì cái đó là một cái mà họ không kiểm soát được. Và họ lại đem cái đồng Luna của họ và USD đem đều back vào cái BTC thì nó quá là rủi ro. Trong khi BTC thì có thể bị thao túng. Đó là ý kiến của anh. Ok. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Mọi người thì cũng đã biết được là về vấn đề. Ok, về cái mọi người thì có cái góc nhìn, nhưng mà mọi người đều có một cái điểm chung đúng không, là mình sẽ hiện tại là mình sẽ phải tại sao mình lại phải xuất phát từ cái stablecoin chung, overview của cái thị trường stablecoin này như nào. Thì cơ bản thì stablecoin thì nó được chia ra làm hai loại đúng không, là centralized stablecoin và decentralized stablecoin. Thì đúng như là tính chất của blockchain này thì mọi người đã biết được là với centralized, với USDT, USDC thì nó được back với những cái công ty gì, với những cái công ty mà một cái công ty cụ thể, một cái cá nhân cụ thể nào đó, một cái công ty mà nó làm về stablecoin và nó phải thế chấp bằng những cái đồng với những cái tài sản thực
hay là mang cổ phiếu hay là gì đó, nhà đất hay là phải back bằng USD ở bên ngoài đó. Thì mọi người thấy được là hiện tại nếu mà mình đi sâu mình nói một chút vào về cái USDC và USDT, thì mọi người có thể thấy được là hai BUSD thì mọi người hiện tại thì đều chỉ biết được qua việc cái việc mà nó thì nó báo cáo thôi, nó report trên website của nó là nó back bởi một đồng USD với một stable coin hay là back bởi nhiều thứ khác nhau, nhưng bản chất thì mình không biết được sự thực bên trong là như thế nào. Đó là việc mà rủi ro của gì, rủi ro của centralized, mọi người thấy biết rồi đúng không? Và như hôm trước em có nói là tại sao mà mọi người bình tĩnh, tại sao mọi người bình tĩnh cái việc mà nó phát USDT như vậy, mọi người bình tĩnh chứ đừng có hốt hoảng quá. Vì sao? Vì câu chuyện ở đây là tại sao giá nó rớt quá, thì đơn giản câu chuyện đó là mất thanh khoản thôi, mất thanh khoản trong một thời điểm bất kỳ trong cái pool của em là nó sẽ dẫn đến cái việc mà giá nó sẽ điều chỉnh lại giá để nó đảm bảo được cái số cân bằng pool. Còn như hôm nay thì mọi người đã đọc được, đúng là vẫn là cái báo cáo thôi, còn nó đã cái việc kinh doanh của thằng USDT nó đã tốt hơn rồi đúng không? Bách khoảng 80 triệu đúng không? Trong 82 à 86 triệu gì đó, trong khi mà tổng cung thực ra là bao nhiêu? 76 à. Đúng không? Hình như anh đọc là Đó, 76 tỷ. 7 73 bây giờ tụt lại 73 tỷ rồi, 734 tỷ đó. Thì mọi người biết là mình phải tỉnh táo và mình phải 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 phải, phải biết được cụ thể nó như thế nào. Còn câu chuyện là với BUSD hay là USDC thì nó trong báo cáo của nó là nó được back bởi gì? Bởi một đồng đô la luôn, nhưng mà làm gì có chuyện CZ mà nó để một đống tiền như vậy, nó để không? Mọi người tin không? Không thể tin đúng không? Mình cũng không thể tin được, nhưng mà đó là cái báo cáo và đó là những cái điểm yếu của centralized, là mình không biết được là cụ thể bên trong nó là gì ngoài việc báo cáo, và hoàn toàn là nó có thể là mang cái đồng tiền này đi và nó đi làm gì đó, và tất cả những cái thông báo 82 tỷ ok thì nó mình chỉ biết qua report của nó thôi và cũng không biết được là cụ thể là như thế nào. Và thêm nữa là không phải là thêm nữa là cái giới hạn của cái centralized stablecoin này là đó là gì? Đó là nếu mà thị trường này nó grow lên rất là nhanh. Đúng không? Nó không chỉ phải là 76 tỷ hay là gì đó nữa, mà bây giờ nó lên hàng nghìn tỷ thì sao? Thì chả nhẽ lại phải bắt như vậy. Xong nó tập phân phối tập vào một nơi, khi mà nó nhiều quá mà nó dồn hết vào một công ty B, cứ gọi là mọi người bây giờ nó làm cho USDT chết đi, thì bây giờ sẽ còn thằng USDC đi. Thì lúc đó thì nó sẽ dồn hết vào miếng bánh, nó sẽ dồn hết vào một thằng, thì nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái thị trường này. Và mình luôn luôn cần, đó là luôn luôn cần một cái đồng giải pháp khác để cho thay thế cái việc centralized này, và thị trường nó mới phát triển thật là nhanh được, và nó min một cách rất là nhanh, chứ không cần bạn phải mua, bạn phải bảo chứng, bạn phải gom tiền và bạn để vào trong kho. Nếu để trong kho thì sao, bạn phải mất tiền để bạn bảo quản, rồi mất chi phí bạn bảo quản các kiểu, nó rất là chậm hiểu không? Xong là phải chờ nó in 1 tỷ các kiểu ra. Đó là những cái điểm yếu của centralized stablecoin. Ok, tạm thời mình điểm về thế. Còn câu chuyện là bây giờ sang decentralized. Decentralized thì nó lại chia ra làm hai loại. Stablecoin thì nó là collateral và algorithm stablecoin. Một cái là phải bảo chứng và một cái là thuật toán nữa. Và mọi người thấy được là đồng đai là được xếp loại vào collateral stablecoin, là cái đồng mà nó sẽ được bảo chứng bởi gì, bởi ETH. Thì mọi người thấy là ETH nó là một cái đồng mà nó có giá trị thực sự, và cái độ biến động của nó chỉ đứng sau BTC thôi, và hiện tại thì nó khá là ổn đúng không? Nhưng mà nó sẽ chắc chắn là, thì hiện tại thì nó vẫn gặp vấn đề nếu mà giảm quá nhiều ETH, nó đều nó bị đâm rất nhiều, hoặc nó về mo, chắc chắn là nó sẽ xảy ra những cái vấn đề về đồng đai cho xem. Tiếp đó là đồng stablecoin, đồng algorithm stablecoin của UST hay là USN mà chúng ta đang phải bàn tới. Đúng chưa? Thì câu chuyện là chắc chắn là bạn phải đưa ra một cái giải pháp gì đó để mà giải quyết cái vấn đề là mình phải làm thế nào đó để centralize được cái stablecoin đi, và nó thể min, nó phải làm mọi thứ rất là nhanh. Đó thì câu chuyện là chắc chắn nó khi mà một cái vấn đề đưa ra thì nó phải tìm một cách để giải quyết. Đó, và hoàn toàn đồng ý cái việc mà
USD nó đưa ra một cái bài toán, nhưng mà bài toán nó chưa đủ tốt thôi. Với mình, với mỗi người phát triển thì luôn luôn cần những cái con tốt đi trước, và mình đó là chuyện bình thường, và mình phải luôn cảnh giác và tìm vào những câu chuyện đó. Đó, thì bây giờ về đại khái chung, overview chung về cái stable coin là như vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái USD đúng không? Chị USN đi, mình sẽ đi cụ thể vào USN. Ok, mọi người có nhìn thấy cái white paper ở đây không? Có đúng. Ok, mình sẽ đi cái white paper này một chút. Đó, thì cái câu chuyện về như mọi người đã biết là mình không thể phát triển Near hay hết bất kỳ hệ sinh thái nào không thể phát triển được được DeFi nếu mà bạn không có một cái stable coin. Câu chuyện là luôn luôn là như vậy từ rất là lâu rồi. Và câu chuyện đó thì em và anh thì không phải là nói, anh không phải là nói trong một ngày hai mà nói ngay từ đầu tiên rồi. Đó là hệ Near là một cái hệ mà sinh thái mà thiếu trầm trọng hệ Near, hệ stablecoin đúng không? Và câu chuyện là họ cũng nhìn thấy rồi. Nhưng mà câu chuyện là giải quyết như thế nào? Câu chuyện để giải quyết như thế nào? Đó. Thì chắc chắn là đã phải tạo ra một cái stablecoin, và stablecoin ở đây là gì? À, tại cuối cùng thì nó đã đưa ra được là USN. Ok, thì mọi người sẽ biết được đây là thằng USN nó sẽ được Ok, thì mọi người biết được là nó sẽ đưa ra một cái giải pháp ở đây là gì? Là Decentral Bank. Đầu tiên là Decentral Bank đã. Decentral Bank là gì? Decentral Bank là một cái bank gọi là bank decentralized. Nó có một cái hệ đào Decentral Bank. Mọi người biết được đúng không? Ừ, Thì cái nhưng này nó sẽ giải quyết cái công việc, nó sẽ giải quyết là nếu mà một thằng đằng đằng sau mà nó là một tổ chức tập trung thì sao, thì nó sẽ gặp quay lại cái vấn đề là gì, nó lại quay vấn đề là USDT USDC. Thế nên nó sẽ dùng một cái gì, Decentral Bank này là một cái tổ chức phi tập trung, và mọi thứ được xử lý trên smart contract, và mọi thứ đều có thể, nói chung là dùng smart contract để xử lý. Ok, mọi thứ là public đúng không? Ừ. Ok, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ được back, nó sẽ có một cái quỹ đằng sau, nó đặt tên là reserve fund, gọi là reserve fund, và nó sẽ được back bởi rồi bởi bởi Near và stablecoin đúng không? Ok, mấy cái tính năng này thì mọi người có thể bỏ qua đi, không quan trọng, nhưng mình sẽ đi vào một số cái quan trọng ở đây. Thứ nhất đó là toàn bộ những cái việc các cơ chế hoạt động của Near hoàn toàn được xử lý trên smart contract và được quản lý bởi một hội đồng decentralized, Decentral Bank DAO. Đó, quan trọng là nó sẽ phi tập trung này, và mọi thứ nó đều được xử lý trên smart contract. Cái này tí nữa sẽ chỉ ra một cái điểm yếu của thằng thằng Decentral Bank DAO này, nhưng mà mình cứ đi đây là rồi. Tiếp là on chain, là mọi người mọi thứ chỉ lấy on chain, là ai cũng có thể check được này. USN Reserve Fund, ok, chờ xíu nó nốt đã. USN Reserve Fund, rồi mấy cái cơ chế này nhá, thì mọi người sẽ thấy được là nó ok chỗ này đi, rồi chỗ này sẽ nói theo cái này đi. Stablecoin nó sẽ được back bởi gì, nó sẽ được back bởi USDT, back stablecoin này. Đó, thì hiện tại này Near nó sẽ chọn cái stablecoin đầu tiên, ưu tiên nó là USDT. Đó, thì mọi người sẽ đọc ở chỗ này thì sẽ thấy được là nó sẽ đọc thấy được là tại sao nó lại chọn stablecoin. Chờ xíu, là USDT. Nó sẽ nói là tại sao nó lại chọn USDT. Cứ đi dần dần nha mọi người, cứ tí nữa sẽ dành thời gian cho mọi người hỏi. Đó. À, nó có một cái trên này. Có một cái make decided rồi. Đây. Đây mọi người sẽ đọc những cái lý do của nó tại sao backing, rồi cơ chế của nó tại sao lại quyết định sử dụng USDT làm first stable coin trong cái quỹ reserve fund này. Rồi, ok. Đó thì mọi người có thể đọc. Rồi, quan trọng nữa ở đây là USN. Mọi người đã biết được là câu chuyện ở đây là nó sẽ chẳng vấn đề gì đâu. Với USD, nếu mà cái quỹ cái BTC, số lượng BTC đằng sau của cái quỹ USD nó rất là lớn, và nó là lớn hơn rất nhiều so với cái lượng mà USN nó USD, mình đang quay lại một chút về cái USD nhá. Thật ra bản chất của USD nó sẽ chẳng sao đâu, cũng bao nhiêu nếu mà nó đủ tiền
cái quỹ đằng sau của cái back cho thằng USD ấy, nó đủ lớn và nó luôn phin vào đổ thì nó sẽ có đủ thanh khoản và nó sẽ không chết được như vậy, hiểu không? Nhưng vấn đề là bây giờ nó lại neo vào đồng đô la, đúng không? Mọi người phải hiểu là với mình sẽ back lại USD là với mỗi cái đồng với USD khi mà nó đẩy đô la vào cái đẩy vào để min ra USD thì nó sẽ burn luôn cái Luna đi, hiểu không? Luna đi, và khi mà ngược lại thì khi mà đổi từ USD ra Luna thì nó sẽ đốt cái đồng USD đi. Đó là cái việc mà cơ chế của USD. Nhưng với NIR thì sao? NIR thì sao? Thì chỗ này mọi người sẽ thấy được là gì? Là trong cái quỹ reserve fund này thì nó sẽ giữ lại nhá. Quỹ reserve fund này nó sẽ giữ lại với một đồng, nó sẽ giữ lại NIR và giữ lại stablecoin, và nó sẽ tống vào cái quỹ reserve fund này. Có nghĩa là thế nào? Khi mà bạn dùng NIR để bạn đổi ra staking thì nó sẽ tương đương với việc được nó cầm NIR vào và nó tống vào cái quỹ này và nó để đó. USD stablecoin, tất cả các pool stablecoin của nó khi mà tống vào với USD thì nó sẽ cho vào quỹ reserve fund này và nó để đó, chứ nó sẽ không gì, nó sẽ không burn đi, hiểu không? Cái một cái khác đầu tiên là mọi người sẽ nhìn thấy là nó sẽ như vậy, là cái reserve fund này là nó sẽ giữ lại và nó sẽ điều hành bởi cái thằng decentralized bank DAO đó. À, cái đầu tiên là nó sẽ không burn đi nhá, nó không burn đi và nó sẽ không làm mất tổng cung. Nó sẽ không làm mất tổng cung của NIR và nó sẽ, đúng rồi, nó không làm mất tổng cung của NIR. Thế nên là gì? Thế nên là nó sẽ không ít, nó sẽ giá của NIR sẽ ít bị ảnh hưởng, hai thằng nó sẽ đi independent với nhau. À, có nghĩa độc lập với nhau hơn. Hiểu không? Rồi tiếp, quỹ reserve fund này thì nó sẽ hoạt động cái cơ chế là buyback như thế này, thì mọi người biết được là nó cũng giống như là USD. Mọi người có thể đọc ở chỗ này, thì khi mà giá USD đã cao thì mọi người sẽ cố gắng gì, sẽ đổi từ NIR đấy, sẽ NIR vào đây. Đây ví dụ đây là khi mà giá USN bằng 1.01 đô, đúng không, thì user sẽ làm gì? User sẽ đi buy NIR, đúng không? Buy NIR, buy 100 đô, user Alice có 100 đô thì sẽ đi buy NIR và sẽ được trên cái sàn exchange này thì nó sẽ trả được về NIR, và khi mà send vào đây thì nó sẽ trả lại USN, đúng không? USN và sell thì nó sẽ được 100 gì? 101, đây là lãi, đây là cái cơ chế để gì? Nó tương tự với USD để nó thúc đẩy cái việc mà giữ giá cho USD, USN hay là NIR. Đây, thì mọi người có thể thấy ở đây. Rồi, câu chuyện là mình sẽ đi vào cái câu chuyện ở đây quan trọng. Là vậy thì cái quỹ này nó hoạt động như thế nào? Quỹ reserve này nó hoạt động như nào? Thì cái quỹ reserve này thì nó sẽ hoạt động theo cơ chế currency bond. Cái cơ chế này chính là cơ chế mà truyền thống thôi. Cơ chế này là một cái cơ chế để neo cái đồng đô la Hồng Kông vào cái đồng USD. Đó, thì mọi người đây là cái cơ chế. Nó sẽ gì? Nó sẽ đảm bảo là cơ chế này nó sẽ đảm bảo được là gì? Nó sẽ bán. Đâu rồi? Nó sẽ được, chỗ này không quan trọng. Chỗ này chính là pool nó sẽ đảm bảo nó sẽ cân bằng cái tỷ lệ. Nó sẽ cân bằng tỷ lệ được stablecoin và NIR ở trong cái quỹ reserve này bằng việc bán ra và mua lại stablecoin. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy ở đây. Quỹ này nó sẽ điều chỉnh cái việc mà tỷ lệ NIR và tỷ lệ stablecoin nó ở trong cái quỹ này để nó đảm bảo được là biến động khi mà giá tăng lên thì nó gì? Nếu mà lượng NIR ở trong lượng NIR ở trong cái quỹ này nó không đảm bảo thì nó sẽ xuất stablecoin ra để nó mua thêm NIR. Còn nếu mà lượng stablecoin quá nhiều thì nó sẽ bán stablecoin đi và nó mua NIR, hay nó bán NIR đi mua stablecoin. Đây là một cái cơ chế cũ, cơ chế hoạt động của cái currency bond. Đó. Rồi, còn đây là tiếp nhá. Cứ nói đi, trong tí nữa mình sẽ vào từng case một, nói hết cái kiến thức đi đã. Rồi, lên một cái pool nhá. Mọi người sẽ nhìn thấy một cái pool. Pool trên Stablecoin thì chắc chắn là thằng Decentral Bank này thì nó sẽ kiểm soát được cái pool của USN đây nhé, mọi người sẽ nhìn thấy nhá. Đấy, trong một cái pool thì chắc chắn nó sẽ có gì? Có USN, USDT đúng không? Là Stablecoin đúng không? Là X USN và Y USDT. Rồi, nếu mà lượng USN mà nhỏ hơn USD thì Stablecoin thì sao?
Đó thì nó sẽ gì? Nó sẽ min thêm. Nó sẽ min thêm Y chứa X. Nó cũng kiểu như là min thêm để đảm bảo được cái tỷ lệ USN cân bằng với USD. Câu chuyện ở đây là mình phải giở lại. Câu chuyện là để đảm bảo được cái giá một USN luôn bằng một USDT thì nó phải đảm bảo tất cả các pool. Nó phải dự cái thanh khoản của nó phải là 1:1. Hiểu không? À, đó là cơ chế của AMM. Vừa nãy em có nhắc đến, anh có nhắc đến cái câu chuyện là của USDT. Đó, việc mất thanh khoản có nghĩa là trong một cái thời gian rất là nhanh thì nó là mất thanh khoản ở một pool nào đó. Nó dẫn đến cái việc USDT, cái vụ phát đó thì nó tự nhiên nó giảm giảm bùng một phát xuống, sau nó mới bật lại lên, hiểu không? Đó là cái lý do vì sao mà mình bảo anh ấy bảo là cái nó phải cẩn thận, phải phải bình tĩnh quan sát cái việc này, chứ không không phải là mình cứ cứ sợ hãi là mình bán đâu, hiểu không? Đó thì đảm bảo được, phải đảm bảo được là cái tỷ lệ USN và USDT trong những cái pool thanh khoản mà thằng Decentral Bank này nó cung cấp thì nó phải gì, luôn đảm bảo là 1:1, rồi nó sẽ min ra gì, min ra USN và nó sẽ add liquid vào pool. Rồi câu chuyện là gì, nếu mà USN mà lớn hơn USDT có nghĩa là người bán USN quá nhiều, đúng không? Đúng không? Thì nó sẽ phải đi, nó sẽ min, nó sẽ remove liquid thôi, nó đốt USN đi và nó để lại tỷ lệ 1:1. Câu chuyện là nó để cân bằng pool thì luôn sẽ luôn đảm bảo đảo cơ chế 1:1. Ok. Rồi cái cơ chế này cũng không quan trọng đâu. À, cái này vừa nói rồi. Rồi supply USN này, một cái này là smart contract này, hoàn toàn smart contract và hoàn toàn là gì? Hoàn toàn là được đảm bảo trên smart contract và ai cũng có thể check được, rebalance lại. Rồi supply USDT này, path pool ở trên Rep Finance nó sẽ kiểm soát gì? Nó sẽ kiểm soát trên Rep Finance này, và nó USN này sẽ được cung cấp ở đâu, USDT này sẽ lên đấy ở đâu, sẽ được phải lấy từ near từ quỹ reserve fund này và sẽ bán USD cho USDT để đẩy vào cái quỹ này. Rồi rồi đây là một, mọi người có thể đọc về cái thuật toán để nó, cái cơ chế, cái tỷ lệ để nó mua bán near và stablecoin để nó cân bằng lại cái quỹ. Đó, thì mọi người có thể thấy đọc ở đây. Thì cái việc của nó tính theo theo cái tỷ lệ đó. Ừ, rồi ok. Mọi người có thể đọc thêm ở đây. Thì decentralized thì mọi người thấy được là full decentralized này, real time này, rồi mọi thứ rất là nhanh này, smart contract này. Ok, mình sẽ nhắc về một cái điểm yếu của cái hệ cái DAO này nhé. DAO này là gì? À, chỗ này nhé, đây là cái pool của nó. DAO USD này, deposit near này, DEX này, custom AMM này. Thì cái này cũng quỹ reserve fund nó tự động balance lại, cũng tương tự thôi, vừa nói rồi. Rồi. Ôi, anh hỏi cái đoạn mà burn USN á, nếu mà Rồi tí tí là USN nói tí tí là em sẽ dùng số nói cho mọi người luôn, ví dụ nhé. Ok, Decentral Bank DAO này, cái này thì nó cũng dễ thôi. Decentral Bank Conclusion thì nó là smart contract design này, crypto có back đằng sau, và quan trọng là có một cái điểm yếu ở đây. Điểm yếu ở đây là cái này là hoàn toàn smart contract nhá. Smart contract và cái nó hoạt động bằng decentralized bank, và nó có một cái điểm yếu chắc chắn là gì? Là nó sẽ rất khó, trong USN này hiện tại nó sẽ rất khó để nó kết nối với những cái sàn centralized. Hiểu không? Sẽ gặp vấn đề về 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 khi mà kết nối với những hàng sàn centralized, sàn sách, vì hoàn toàn là những sàn sách là nó sẽ không phải không được những sàn sách như Binance hay là những sàn centralized thì đều hoàn toàn trong cái hệ thống riêng của cái sàn đó, và nó sẽ không được public hoàn toàn ở trên smart contract. Thế nên là nếu nếu mà mình hoạt động ở trên đấy thì nó sẽ không đảm bảo được tính centralized, decentralized như là trên smart contract của một cái nền tảng nào đó, trên blockchain nào đó, hay là đảm bảo tính real time hay gì đó, mà phải thông qua những API riêng của cái sàn đó để hoạt động, hiểu không? Thì đó nó có một cái điểm yếu là như vậy. Thì chắc chắn thằng này sẽ có cả vấn đề là khi mà mình hoạt động với những sàn sách, nhưng mà hiện tại thì nếu mà trên Near và trên những cái sàn trên blockchain hay những cái hệ sinh thái khác thì nó vẫn hoạt động được. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi vào câu chuyện là mình sẽ đi vào câu chuyện cụ thể đi. Rồi rồi mình sẽ đi vào một câu chuyện cụ thể. Như một cái bài vừa kia viết là nó sẽ back khoảng khoảng 1 tỷ, đúng không? Chờ xíu, Ừ, một mình tỷ sẽ từ back 100 triệu đi. từ từ em đi lấy cái bút đã.
Anh chỉ thắc mắc là cái Ok, lúc nãy em bây nói giờ đốt ấy, mình là sẽ burn đi bắt bao đầu nhiêu thôi. đi, giai đoạn đầu tiên đi, giai đoạn initial đúng không? Rồi bây giờ cơ chế nó hoạt động như thế nào và nó sẽ là init đi, mình sẽ có gì? Mình chỗ này thì Nia làm bao nhiêu? Nia là 100 10 triệu. u. Mình cứ nói là xuất phát từ giá 10 u đi đúng không? Nhưng mà cái thời điểm mà anh em mình bàn là nó là 12 u đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ có một 10 u đúng không? Bây giờ mình sẽ có 100 triệu Nia. Và mình có bao nhiêu? Một Một tỷ. bi. Một bi gì? USDT. Rồi, câu chuyện một USDT. Vậy trong quỹ bây giờ mình sẽ có gì? Vậy nó ngay đầu tiên nó sẽ init bao nhiêu? Một tỷ đúng không? USN. Một, ok. USN. Quan trọng là đó thì mới hôm nọ em hỏi là sao mình phải đọc cái cơ chế của thằng Decentral Bank này nó hoạt động như nào. Vậy là trong quỹ bây giờ mình sẽ có bao nhiêu? Trong quỹ reserve fund bây giờ mình sẽ có bao nhiêu? Mình sẽ có hai gì? 2 tỷ. Hai bin đổi ra gì? USD đi, mình sẽ cân vào USD chứ không phải là mình sẽ đảm bảo được là gì? Quan trọng là nếu mà nó muốn cân bằng được cái các bạn là nó muốn sống được thì phải gì? Nó phải cái back sau cái USD này nó phải đảm bảo được tỷ lệ là lớn hơn phải bằng đúng không? Cái quỹ này lúc nào nó phải lớn hơn bằng một bi này thì nó mới quan trọng. Nhưng hiện tại đang là gì? Tỷ lệ là gì? 21. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ có 1 tỷ đi. Rồi tỷ lệ là một bin đúng không? Rồi câu chuyện bây giờ nó sẽ gì? À, mình sẽ có hai bin rồi. Rồi, ok không? Bây giờ user nó sẽ gì? Nó sẽ mua trước đúng không? Hay là mua sau? Bây giờ là Near nó về 1 đô đi. Nó giảm hẳn 10 lần đi. Được không? Near về 1 U. Đúng Một không? Ok, bây giờ user sẽ làm gì? User sẽ mua trước hay mua sau? Bây giờ mình cứ gọi là user mua trước đi đúng không? User mua sau đi. Mua trước hay mua sau? Mọi người muốn case nào đặt câu hỏi đi. Bây giờ user sẽ làm gì? Bây giờ trước khi nó về 1 U thì em đã mua chưa Mạnh? Đã mua chưa? Đã đổi ra USN chưa? nếu ra em thì em sẽ không đổi, nhưng mà chắc chắn Không không, thì cái lúc về 10 cơ U này bản không thì biết đầu lúc 10 tiên U mình anh phải hỏi đổi đầu cây tiên đã, vì đầu cái tiên mình xây đang đi đã USN đâu đúng không? Chắc bây chắn người giờ dùng đầu tiên sẽ sẽ đổi không USD đúng USN. không? Rồi bây giờ Bắt em buộc sẽ người dùng phải lúc đổi. 10 đô lúc 10 đô mình sẽ em sẽ đẩy vào bao nhiêu? Em sẽ phải đẩy vào, em đổi ra đồ một bi đúng không? Đúng Em sẽ rồi. đổi vào user sẽ lấy gì user nhá. Ok, cái này không đủ text Chắc lấy firework viết firework đi ok. anh, hoặc là Ừ, Excel đi cho nó dễ, gõ này khó anh khó nhìn. ok. Với lại Tú kéo cái phần mà slide này, mà cái đoạn trên nó Tú, cái đoạn mà cái cơ chế của nó bên bên lúc nãy á, cái đoạn mà có cái sơ đồ rõ rõ, Rồi chờ xíu. Rồi mọi người có cái nào, bên nào. cái trên á, cái phía trên mà lúc mà nó, em nói là lớn hơn USDT Đấy đó, gì? Đây cái à. không ông, cái x y chữ x á, cái đoạn mà có công thức á, y chữ x Rồi. USN á, với lại x chữ y Nó USD á. cái này dễ hiểu mà, Đúng, đúng 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 rồi không? đúng rồi đúng rồi. Để lát nữa nói về cái câu chuyện này. Rồi bây giờ mình sẽ xem một cái file Word đúng không? Mình sẽ viết một cái file Word đi. Excel cũng được, Excel cho nó ấy, Mọi người cho nhanh mình thêm một nhanh. cái nhé. Rồi. Try nhé. Rồi. Rồi mọi người có nhìn thấy được cái Không, hình như anh chưa share cái màn hình có cái Word. Ok. Rồi, mọi người bây giờ mình sẽ ở near 1 U đúng không? Initial đúng không? Vâng. Đây là init thì near là 10 U. 10 U đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Rồi, bây giờ 10 U thì trong khi mà nó init thì nó sẽ có 100 triệu. 10 Cái triệu chứ. near 100 triệu. 10 triệu, 100 triệu, 100 100 triệu. triệu, 100 triệu. Và một bin USDT. Ngoài ra thì nó có thể back bởi những cái và nó sẽ min ra một gì một bin đúng không? Một bin UST.
UHN. Ok chưa? USN rồi. Thì trong này quỹ reserve thì nó sẽ có bao nhiêu? Quỹ reserve. Ok, reserve fund mình viết tắt này nhá. Thì mình sẽ có bao nhiêu 2 bin đúng không? 2 bin. TVL là 2 bin. Ừ. 1 và 2 bin so với USD thôi. USD mình sẽ đổi ra USD. Quan trọng là nó phải đảm bảo được là gì? Là USD. Đổi ra là USD và nó phải back được thì nó mới đổi được. Ok, bây giờ user đúng không? User đi. User làm gì? User. Đổi user sẽ đổi min đúng không? User sẽ stake. Min stake chứ. Đổi. Min. Stake vào để min. User sẽ phải đẩy gì? Dùng nia để min. Stake nia hay là stake nia và min ra gì? USN đúng không? Min ra USN và cái đúng thằng rồi, kia nhưng mà nó phải đẩy lia vào đúng không? Đúng rồi. Đầu okay. Tiên là dùng lia để ra USN đen đã. Ok, mình sẽ gọi là nó sẽ gọi là min thì nó phải gọi là min. Ok. Không phải min lia, min USDT. Thì min USN bằng lia đó. Min đúng không? Đây là một min. USN đúng không? USN. Ok, thì nó muốn min bao nhiêu? 1 tỷ đi nhớ. 1 tỷ. Ừ, 1 bin. 1 tin, 1 bin USN đúng không? Bin thì nó phải đẩy bao nhiêu? 100. 100 triệu. Ok, nó đẩy vào 100. 100 triệu nia. Rồi, bây giờ trong quỹ sẽ có bao nhiêu? 200 triệu nia. Rồi, 200 triệu đúng không? 200 triệu nia và 1 bi USDT. 200 triệu đúng không? 200 triệu. 100 triệu nia. Rồi. Rồi và một bin USDT. Ủa, nó lắc vậy nhỉ? Ok, một bin USDT đúng không? Rồi ok. Rồi tiếp về trong quỹ nó sẽ có tổng bao nhiêu? Là 3 bin. 3 bin đúng không? Rồi ok, 3 bin USD. Rồi tiếp bây giờ nó sẽ gì? Trong quỹ bây giờ còn bao nhiêu USD, USN? Sau khi nó đã đẩy đi một bin. Không. Còn hai. Không đúng không? Rồi, đúng. Bây giờ sau khi mà nó mất cân bằng này thì nó sẽ làm gì? Cái sơ đồ nãy là nó bán USDT ra hả? Theo cái sơ đồ lúc nãy á. Đây là tỷ lệ 3:1 nhá. Trong cái white paper. Sao nó bán USDN nhỉ? Bây giờ phải là đó, nó sẽ điều chỉnh bằng cái gì? Bao giờ cái đèn này nó cân mất cân bằng thì nó mới đi gì? Bán. Nó mới đi, nó min thêm chứ. Còn nó vẫn kiểm soát tổng cung chứ em. À, ý em là sao lúc này còn không USDN mình min ra thì đây thì cái USDN. À hiểu rồi. Còn okay. Không trong reserve á em chứ không phải em hiểu rồi. Không hiểu, trong nó sẽ phải giới hạn lại chứ vì quỹ này nó sẽ điều chỉnh riêng real time hiểu không? Rồi. Ok. Rồi bây giờ không quên em. Rồi, bây giờ câu chuyện là mình sẽ xảy ra là user khi mà nó về 1 U đi. Nia 1 U đúng không? Nia 1 U nó sẽ không đổi ra nia đâu. Chưa xong nhá, USN. Rồi bây giờ sao mình không chốt cái đoạn mà không USN thì nó làm gì trước đi đã? Rồi ok đây. Sau. Rồi, quỹ reserve nó sẽ làm gì đây? Quỹ reserve nó sẽ làm gì? Quỹ reserve nó mất cân bằng NIR và gì? USN. Nó sẽ đi bán gì? Nó sẽ đi gì? Sell NIR. Bây giờ mình cứ đảm bảo tỷ lệ 1:1 đi như ban đầu đi. Chắc chắn là nhưng mà cái tỷ lệ là nó sẽ điều chỉnh. Nhưng mà mình cứ đảm bảo là một cái tỷ lệ trong quỹ là hiện tại đang cố gắng giữ để 1:1. Ok, hiểu không? Nó sẽ điều chỉnh thay đổi nhưng mà dạng tại trong quỹ là 1:1 đi thì nó sẽ đi nó bán nia đúng không? Bán nia và chỗ này mình sẽ có bao nhiêu nia rồi, có 200 nia đúng không? Thì bên mình sẽ còn bao nhiêu? 150 triệu. Nia và bao nhiêu? 1.5 5 bin. USDT. Ok chưa? Theo một đoạn sell nia này thì họ sẽ sell ra thị trường hay là sell qua OCT?
Ờ, nó sẽ bán qua 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 USD. Nhưng bán như vậy thì giá nó sẽ sập, nó không thể đảm bảo được. Thì em nào có bán ra thị trường hay là bán qua OCT hay qua mấy mà? OTC là bán không trên sàn đi anh, không ảnh hưởng đến giá đấy. Buy sell nhá, buy USD. Cái này thì anh không thấy nó ghi ở trong này. Nhưng mà nó sẽ bán điều chỉnh như vậy. Coi lại cái white paper cái, tại vì bình thường nó bảo nó đem stack mà. Như thế là thị trường nó sẽ ảnh hưởng đến giá luôn. Không, nó stack rồi nhưng nó sẽ điều chỉnh theo cơ chế, hiểu không? Nó mà stack nó giữ nguyên thì chả chết à. Hiểu không? Vấn đề là thằng decentralized này này. Mọi người hiểu là ok, mọi người sẽ xem lại nhá. Để tự chứ không lên. Là không là sẽ chết ngay. Từ đã chờ xíu. Cái decentralized này. Decentralized. À không. Mọi người sẽ thấy là nó sẽ phải đi sell new và nó bán này. Đọc vào đây nè. Đây là nó cân bằng cái quỹ, tỷ lệ trong quỹ thôi. Còn đây này. Đây này, hiểu không? Hiểu không? Sell near get stable coin. Đúng rồi. Sell stable get near. Đây là cái cơ chế của cái currency board, nó tương đương với cái đồng của thằng Hồng Kông ấy. Nó red vào đây. Nó hiểu không? Ok, mọi người cần câu hỏi gì chỗ này? Từ đã, chỗ này đã, dừng lại chỗ này cho mọi người hỏi đã. Nếu mà sell như này thì nó sẽ bị giảm giá đi rồi. Ừ, cung nó lớn hơn. Thì cái này này cũng là cái key để cho chúng nó tấn không, công. Không, 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 không. Câu chuyện chỗ này nhá. Là nó sẽ rất là nhanh. Nó sẽ không phải là một nia này đâu, mà nó sẽ chắc chắn là nó sẽ phải có cơ chế bán khác, hiểu không? Là ví dụ khi ngay khi mà một near được stack, hiểu không? Một near được stack vào với để nó min ra một gì, một USN thì nó đã phải xử lý rồi, ngay từ một rồi, con số một này rồi, chứ không phải là chờ đến 150 triệu near này nó mới xử lý, hiểu không? Hiểu không? Cái là chuyện này mình để làm thế này. Nhà ví dụ như người ta min 10 U là người nó cũng mang 10 near, 10 U tiền near. Đúng rồi, cơ chế là smart contract là nó phải xử lý hoặc là nó phải có một cái giai đoạn nào đó thì nó phải đảm bảo cái này. Hiểu không? Chứ không phải nó chờ đến 150 triệu thì nó mới đi nó làm, hiểu không? Hoặc là chỉ cần biến động giá từ 1 đến 2, từ 10 U về đến 11 U, 12 U là nó phải thay đổi rồi. Chứ không phải bây là giờ... nó chờ đến 1 U thì nó mới đổ. Okay. Thì nó sẽ có bot nó làm, nhưng mà bây giờ bác lại cái công thức mà phía trên đi. Y chữ X đó. Rồi mọi người thì đang công thức nè. Mọi người nhìn thấy không? À ok, để xem lại nhá. Cái công thức của không cái rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đảm bảo tỷ lệ là 150 triệu đúng không? Khi mà nó là 10 U. Đây là 150 triệu, 1.5 bin và 1.5 bin là tỷ lệ 1:1 đúng không? Rồi. Ủa sao anh đọc trong white paper nó ghi là nếu mà X lớn hơn Y gì đó là lúc mà USN mà thấp hơn USDT ấy, thì họ sẽ bán USDT ra để họ cân bằng. Đấy là cái số lượng trong pool anh. Cái số lượng trong pool nhá. Cái số lượng trong pool là luôn phải đảm bảo được là gì? Luôn đảm bảo được là 1:1. Một cái số lượng amount thì nó mới cân bằng được giá là 1. Chứ không phải là cái việc mà điều hành cái quỹ đằng sau của nó. Ok, thì rồi mọi người tiếp đi. Quỹ nó không phải là người để điều hành pool hả ta? Không phải người điều hành, đâu phải người điều hành mà nó xử lý hoàn toàn trên smart contract mà. Rồi ví dụ trong trường hợp này thì em nói là nó bán đi ra đúng không? Nó sẽ bán dần ra để nó ra là nó mất tỷ lệ nè, tỷ lệ của thằng Nia trong cái quỹ. Trong cái quỹ này nó nhiều hơn rất nhiều so với một tỷ lệ USDT stablecoin thì nó sẽ đi nó cân bằng lại. Cái nhiệm vụ của nó là như vậy. Để nó gì? Để nó đảm nó phải đảm bảo được cái việc mà nó phải cân bằng được hai thằng này thì nó mới ok. Tại sao chỗ này thằng Nia là nó gì, nó làm thêm một cái, đó là nó làm thêm một cái là nó phải neo vào cả USDT nữa, nên nó phải giữ được cái số lượng stable coin trong cái quỹ này. Cái đấy mới là cái quan trọng. Chứ nếu mà mình neo bây giờ mình neo vào BTC hay neo và chỉ neo vào Nia thôi thì nếu mà trong trường hợp mà cả hai thằng cùng đâm thì nó sẽ như thế nào? Rồi, hiểu không? Hiểu. Ok. Tức là nó luôn luôn giữ an toàn là bằng cách là nó có back bằng USDT cái đã. Còn cái chuyện near như thế nào thì nó không, ý là nó không, không nó sẽ gặp câu chuyện là bây giờ mình sẽ gặp câu chuyện là bây giờ nó lên lên near nó lên 100 U thì sao? Near 100 U thì nó sẽ đi nó sẽ đi gì? Nó sẽ đi nó bán near, sell near.
Xiaomi để làm gì? Để lấy USDT. Xiaomi để nó mua USDT chẳng hạn. Đó nên nó cân bằng lại. Thì cái này đúng. Ý là tại sao con số là 150 với 1,5 tỷ là em đang chia đôi đúng không? Em luôn đang luôn để giữ tỷ lệ là 1:1. Ngay đầu tiên mình khi mình initial cái quỹ này thì nó là tỷ lệ 1:1 thì mình giả sử là như vậy, mình sẽ giữ là như vậy đúng không? Theo em hiểu đấy, vì khi mà mình lock NIR vào để mình mai ra USN đấy là coi như là mình gửi USN cho cái Decentralbank rồi. Đúng rồi, chính xác. Cái Decentralbank này nhiều khi nó cũng là market maker, nó có thể lúc đấy nó đẩy giá thị trường lên để giá cao hơn. Vì lúc đấy nó nguồn cung bị sụt giảm mà nguồn cung mất đi thì nó đẩy giá lên để cho người khác nhảy vào mua. Không. Câu chuyện đây là nguồn cung không hề giảm nhá. Cung của NIR vẫn giữ nguyên. À không, ý không em là nguồn cung ở ngoài thị trường đấy thì bình thường là người ta khi người ta lock vào thì là cái quyền kiểm soát cái USN đấy là không còn của người ta nữa, vì lúc đấy người ta là cái NIR đấy là không còn của người ta nữa rồi đúng không, người ta không thì có quyền thì, người ta bán thì nữa. câu chuyện là khi mà một cái hệ sinh thái, một cái đồng coin mà nó bị lock nhiều đúng không, vâng, lock bóc nhiều mà cái lưu thông của nó gì, lưu thông của nó giảm thì chắc chắn là giá nó sẽ đẩy nhanh rất là dễ. Vâng, đó là lý do vì sao mà nó lại ra USN để nó phát triển DeFi. Đúng không? Nó tại sao lại ra USN để mọi người stake, nó giữ TLV ở trong cái hệ sinh thái của nó. Vâng. Ok. Thế, như cái này thì ok đấy, vì là nó không ảnh hưởng đến nguồn cung kể cả là ấy, thì nó cũng là cái cơ chế làm ăn của cái Decentralbank thôi. Cái bây giờ nó về MOU đúng không? Thì bây giờ NIR về MOU đi thì nó sẽ xảy ra vấn đề gì? Chắc chắn là user nó sẽ sợ đúng không? Mình sẽ làm hết cái này đi. User nó sẽ sợ gì? Nó sẽ bán gì? Bán nó sẽ bán một bin. Không, nó sẽ bán USN. Nó sẽ bán luôn USN đúng không? Nó sẽ sell USN. USN nó bán ra USDT luôn. Nó sẽ sell USDT ra USDT. Nhưng mà hiện tại thì mình có gì? Nó sell một bin đúng không nhá? Nó sell một bin đúng không? Nó sell một bin. User nhá. User nó sẽ gì? Từ giờ nó sẽ xem một bin, thì chỗ này sau khi mà nó xem một bin và nó nhận lại gì, nó sẽ receive đó đúng không, nó sẽ buy được một bin USDT. Ok chưa? Buy USDT rồi, nó sẽ có một bin rồi. Về trong khi này, trong khi này thì sao, quỹ reserve thì sao? Quỹ reserve thì có 100 gì? 0.5 USDT, 0.5 bin USDT. Rồi, 100 triệu NIR. Và 150 triệu NIR. 150 triệu NIR. Và mình sẽ có gì? Mà sẽ có 0.5 đúng không? 0.5. Và 1 tỷ USN. Okay. Đó, thì sẽ có 1 tỷ. 1 bin USN. Ok chưa? Có vấn đề gì không? Rồi bây giờ nó sẽ làm gì? 0.5 bin nhỉ? Nó sẽ đi gì? Nó sẽ đi cân bằng lại USDT thôi. Nếu mà cái tỷ lệ này mà nó không cân bằng nhau thì nó lại đi cân bằng tiếp cái chỗ này. Cân bằng đó. Tiếp cái số 1:1 của NIR và USDT đúng không? Nếu mà theo tỷ lệ cân bằng đúng rồi. Thì nếu mà theo tỷ lệ đây là còn là có 1 đô thì là 150 triệu. Có 150 triệu, chỗ này có 150, 500 triệu thì nó lại cân bằng về tỷ lệ 1:1 và nó giữ nguyên thôi. Còn câu chuyện là tiếp theo nhá, thì chỗ này nó sẽ có gì? Có 150 triệu trong quỹ này thì bây giờ quỹ này sẽ có gì? Quỹ này sẽ có 100, đấy đúng không? 150 đúng không? 150 cộng với 500 đúng không? Mình sẽ có 650 đúng không? Bây giờ quỹ sẽ có 150 triệu, USDT. Rồi, và một bin USN. Rồi, câu chuyện bây giờ user lại làm gì tiếp? User lại trở lên thì user lại làm gì? Lại đi... Không, bây giờ cái back nó... Bây giờ làm gì? Cái back nó đang là 0.65 trên 1 nè. Trong quỹ á, thì bây giờ nó phải bán cái USN ra, nó mua lại đi chứ. Thì nó sẽ gì? Không, chỗ này nó sẽ min. Nó sẽ burn đi chẳng hạn. Nó sẽ burn một min này. Burn ở đây là sao? Bây giờ nhá, thì câu chuyện là trong pool đúng không, muốn đảm bảo, nhưng bên bản chất là gì, là một bin này của nó sau khi mà nó đã sell đúng không, nó đã sell một bin này rồi mà trong quỹ của nó chỉ còn một USDT này thì nó sẽ burn
nó có thể là burn, nó sẽ burn đi, burn USN. Thực ra bản chất burn hay không cái đoạn này thì không quan trọng, nó cứ dứt thôi. Ý là câu hỏi là burn ở đây là ý là thực sự là nó burn, nó đốt luôn hay là nó lấy cái đó nó mua đi lại cái nào? Cái đó USN đó, nó không đó. Nó không lấy USN để mua NIA, nó chỉ lấy stablecoin mua NIA hoặc là lấy NIA mua stablecoin thôi. Hiểu không? Thì bây giờ cái quỹ này, cái số lượng tổng cung của nó vẫn không thay đổi nè, thì nó để trong này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Chỗ này nếu mà nó đúng ra thì nó có thể nó sẽ cân bằng về gì khoảng 650, nó sẽ một mini khoảng 150 triệu USN. Vậy là nó cứ bơn vô không khí là mất, coi như là mất đi 450 triệu USN. Thì USN nó min ra được mà. Thì ý anh đang hỏi là bơn ở đây là ok, bây giờ cứ cho là nó chỗ này nó đẩy bao nhiêu, vấn đề không đẩy bao nhiêu không quan trọng này. Quan trọng nó kiểm soát cái đầu ra output từ cái pool của nó trên StableWap hay là trên Decentralized Bank này. Câu chuyện là user này tiếp tục này. User gì? User chỗ này này, thấy NIA giảm này đúng không? Hoặc gì đó bên nó sẽ mua vào gì? Nó sẽ dùng, nó sẽ buy gì? Nó dùng NIA nó buy đúng không? Buy NIA đúng không? Hoặc nó sẽ dùng nó sẽ sell nhầm, nó sẽ sell NIA hoặc là nó sẽ có hai cây chỗ này, nó sẽ sell gì? Vừa có thể sell, có thể bán. Sell USDT. Không, anh đang nói cái câu mà nó bây giờ nó muốn lấy ra USN thôi, mình chỉ quan tâm vào USN thôi, còn NIA thì kệ nó. Ok chưa? Bây giờ nó muốn đổi ra để nó buy USN. USN thì bây giờ nó lại phải đẩy vào gì? Nó phải đẩy bây giờ cơ bản nó mua 1 triệu USN đi. Một pin đúng sao, không? Tại sao NIA 1 đô mà nó lại đi mua USN làm gì? Thì sẽ có hai case. Có hai cây chỗ này khi mà user nó sẽ đi nó mang không. Đi stack hay gì đó đúng không? Cái case đầu tiên là nó rất là khó xảy ra tại vì NIA nó đã mất thì em đang đưa rồi. em đang giả sử là có những thằng điên như vậy hoặc là không có thì thôi. Rồi ok. Cả hai cây thì mình đều đưa ra cả hai cây thì mình xử lý thôi. Rồi. Ok. Rồi nếu mà nó mua một pin đi, nó mua tiếp hoặc là nó mua bao nhiêu triệu đi đúng không? 100 triệu thôi. Đúng không? 100 triệu USN. Đúng không? Thì nó phải đẩy tiếp một gì? Nó phải đẩy tiếp 100 triệu NIA vào gì? 100 triệu NIA. Triệu NIA vào quỹ đó. Quỹ thì quỹ lúc này nó sẽ có gì? 250 triệu NIA. Đúng rồi, chính xác. Đó, thì nó lại 200 triệu NIA, nó cân lại cân bằng tiếp. Ok. Chỗ này bây giờ nó sẽ... Câu chuyện là... Rồi, xong cái case ấy nhá. Xong cái case ấy nhá. Ok, rồi, bỏ qua đi. Rồi, bây giờ... Em bảo. 100 triệu NIA là 100 đồng, 100 triệu đồng NIA hay là 100 triệu giá trị NIA? 100 triệu đồng NIA. 100 triệu đồng NIA này đi 1 đô mà. Đi 1 đô mà. 1 đô mà. Thì nó đẩy vào, nó lại đẩy quỹ nó lại có 100 triệu NIA. EZ đúng không? Quỹ trong 100 mất cân bằng nó lại đi ra mua, nếu nó mất cân bằng thì nó lại đi ra mua, nó đổi sang USDT. Đúng chưa? Nó luôn có USDT trong cái quỹ của nó. Và nó phải lớn hơn hoặc bằng gì, quan trọng là nó phải lớn hơn bằng gì cái số lượng USDT USN của nó với cái lượng tổng cung nó đưa ra này, hoặc đơn giản là nó chẳng cần phải nó giữ USN. Chỗ này nếu mà nó chỉ pin ra 100 triệu NIA này thì nó chỉ cần giữ cả 100 triệu USN thôi, USN này trong cái quỹ của nó này đó, để luôn đảm bảo được tỷ lệ tổng cung và cái pool của nó luôn là 100 triệu, còn quan trọng là cái quỹ đằng sau của nó là bao nhiêu này đó. Hiểu ý không? Thực ra là nếu mà nhìn bài toán như vậy thì nó rất là an toàn. Tại vì thứ nhất á, là nó back vào USDT, và thứ hai á, là nó back vào NIA, mà NIA thì nó giữ luôn. Tức là nó là người cầm NIA, nó cầm cán 70-80%. Thì cái mấu chốt biết được nó có bao nhiêu NIA, có thể nó bán lúc nào không. Cái mấu chốt ở đây ấy, là nó sẽ giữ lại. Nhưng mà như em đã nói là nó sẽ giữ lại. Nó sẽ giữ lại từng đồng gì? USDT, USDT 1 và từng đồng NIA 1. Chứ nó sẽ không burn đi. Nên mà khi mà nó xảy ra và nó sẽ tự cân bằng lại hai thằng này, và nó tự động cân bằng lại hai thằng này. Và khi nó burn đi thì nó vẫn còn cái gì trong quỹ? USDT. Nó vẫn còn stablecoin và NIA trong quỹ để nó gì? Để nó trả cho nhà đầu tư. Đúng rồi. Thì không phải câu chuyện là nó... ok, không phải câu chuyện là Lula là nó burn luôn. Và cái quỹ BTC của nó thì rất là nhỏ so với cái lượng. Cái API 20% của nó ở trên Ankle. Hiểu không?
cái quan Và trọng lại là cái như thứ vậy. hai là nó cũng không kiểm soát được nguồn cung BTC như là bên đây nó kiểm soát nguồn cung của NIR nữa. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Với lại thứ ba là mình có hệ sinh thái, ví dụ như nó có 500 dự án mà nó cùng dùng NIR thì là nhu cầu NIR nó sẽ luôn có, trong khi ý là nó tạo ra cái đầu ra cho thằng NIR là cái nguồn cái output á, cái sử dụng á, nên là luôn luôn có cái nhu cầu về NIR. Rồi, mọi người có câu hỏi gì nữa, cứ hỏi thoải mái đi. Bây giờ mình tiếp cái trường hợp nó bán USDT đi, trường hợp thứ hai đi là nó sẽ Ok. mua lại đi. Nó bán USDT thì nó bên cho nó bán bao nhiêu? Mọi người mua nó bán bao nhiêu? Thật ra bán để mua đi đúng không hay Ờ, là nó bán không, sao? nó bán để nó có hai trường hợp là nó sẽ bán để nó mua USDT, hay là nó mua, à nhầm, nó sẽ bán để nó mua trực tiếp USN luôn. Hai là nó sẽ mua NIR, và mua NIR cái đấy thì không kè. Kệ NIR, NIR nó tự điều hành Mua của nó. USN thì quá dễ rồi, thì nó cứ một một thôi, thì nó bỏ Ờ vào thì kia câu chuyện gì đâu đó, thì cái này không có vấn đề gì cả, thì câu ý là chuyện nó xảy ra cứ mua đi thôi. ở mua NIR thì vấn đề gì đâu, mua NIR thì nó sẽ đổi ra NIR thôi, vấn đề nó không liên quan đến quỹ đi sân chủ Balai Bank cả, nó sẽ không làm gì cả. Ok, vậy chốt lại cuối cùng là tỷ lệ an toàn là cái mà nó phải làm được. Ờ thì hiện tại thì mình đang nói ở đây là tỷ lệ 1:1 nè, đúng không? Tỷ lệ 1:1 cả trong cái quỹ này NIR và USD Coin là tỷ lệ 1:1, còn cái Reserve Bank nó sẽ back đằng sau giữ initial của nó là 2:1 đây khi mình đọc cái bài của nó. Đó. Ok. Rồi giờ mình thử suy nghĩ các trường hợp mà giống như kiểu như USN hay là Đúng nó rồi, tạo thì mọi người đưa ra này. câu hỏi đi. Mọi người đưa ra câu hỏi sẽ đặt vào tình huống này. Xem các case, đó là lý do vì sao mà em luôn Dạ, bảo mọi người hiện là tại cái tìm. cây ví dụ như lia nên cao chẳng hạn. Rồi, đi lên cao đi. Rồi, ví dụ Nia như lên lia nó 100 lên U. 100 đô đi chẳng hạn. Ví Ok, dụ bây giờ đi. mình sẽ cây thứ ba đi, Nia 100 U. Nhưng mà nó Một xuất phát từ từ đâu? Nó sẽ xuất phát từ cái thời điểm điểm nào? thôi à, bây giờ tính là nó tính nó phải thực tế đi. Em quay lại cái cây mà lúc mà nó xuất hiện đi, vì là mình không thể, vì lúc mà nó lên 100 U thì mình không biết cái quỹ đấy nó lúc đấy nó phình lên là nó thành bao Ok, tiền được đúng vậy không? là mình sẽ có Mình quay về tỷ cái lệ thời 3:1 đúng điểm lúc không? nó Tỷ lệ 10 10 3:1 đúng không? 10 3:1 đúng không? Đây gì? 10 U gì? Em ở đây lúc đúng đó không? thời điểm 10 U đi, thế xong em ví dụ như là Đây đúng không? Nhìn nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy, nhìn trực tiếp vào đây nè. Đúng chưa? rồi rồi thấy rồi. 10 U thì nó sẽ có 200 triệu NIR. À không, chỗ này đi, nó sẽ có 100 triệu NIR và một bin USN ở trong quỹ. Đây này, ý em là đây nhá, cái mục đích ngồi của người ta đổi ra USN là để người ta swap lại thành thành USDT đúng không? Đúng không anh? Mục đích ví dụ như là vì là người lúc đấy người ta muốn bán, bình thường người ta bán ở trên market thì nó sẽ bị trượt giá, mà khi mà mình bán với số lượng lớn thì nó muốn là nó sẽ đổi từ NIR sang USN, và USN nó sẽ dùng pool để nó chuyển sang USDT, đúng bài toán không? Rồi, thế thì Đúng sao? không? Rồi. Thế trong cái trường hợp là bây giờ em chỉ tính là 10 đô thôi. Rồi 10 10 đô đô. đây, 10 đây, 10 đô đây. 10 Rồi. đô thì lúc đấy em Giờ em làm gì? Làm gì đi, từng làm. em có ví dụ như em có 100 triệu lia, lúc đấy em sẽ đổi được 100 1 tỷ USD đúng không? 1 tỷ Rồi, em USD. sẽ đổi 1 tỷ USD đây, user đây, sẽ có 100 triệu NIR Vâng, và sẽ đổi ra 1 tỷ em là USD. user đi, cứ đứng Đây, em lúc đấy user là đây, em user đây. có 1 tỷ USD. Và trong User đây. pool. Trong pool lúc đấy là có 200 triệu lira và 1 tỷ USDT. Rồi. Em muốn đổi hết ra thì làm sao nó cân bằng được cái pool này đấy. Rồi. Thì cái lúc đấy cái trường hợp này Em là đổi có ra phải đâu? là Em phải đổi ra bán đi đâu? không? Em đổi ra đâu? Không, Anh chỗ này là à. 200 nhưng mà nó sẽ cân bằng rồi. Ok, trong trường hợp này nó sẽ cân bằng quỹ Decentralized là 100 triệu NIR và 100 triệu USDT. Rồi, sau khi đó thì em sẽ giữ một bin. Em sẽ có một bin USDT rồi. Em muốn Rồi đổi em ra làm gì tiếp? USDT. Rồi em đổi cho USDT em lên pool thôi.
Nhưng mà cái action của em nó là immediate rồi, lúc đấy là ngay lập tức rồi. Action của em là lúc đấy là ngay lập tức thì làm sao ngầm tích thì không ăn vấn đề, nó có thể thanh khoản được 100 triệu liêng ngay lập tức được. Thì đúng có rồi. Đi nè. Thì bây giờ hiện tại là chỗ này nó sẽ có bao nhiêu? Hiện tại là quỹ reserve fund nó có 1 triệu của pin USDT này em. À nó có một pin, nhưng mà cái ý em là cái mình khi mà mình ở trên cái pool ở trên các cái sàn thì pool này, nó sẽ không chia hết đâu. Pool nó sẽ chia, vì có hai pool thì nó sẽ chia khoảng 500 pool một pool này, 500 một pool kia, chứ nó sẽ swap được hết. Nó phải chia đều đấy, chứ. Khi mà như vậy mình swap hết như vậy thì nó sẽ bị trượt giá mất luôn, đúng không? Thì chắc chắn là nó sẽ, khi mà swap trên exchange thì nó sẽ bị trượt giá, cái này đều phải đồng ý nhau. Nó phải đồng ý, là mình phải đồng nhất trí với nhau là chắc chắn nó phải bị trượt giá. Rồi, ok. Ừ. Thì sau khi mà nó sẽ có hai cái là swap trên Decentral Bank hay là swap trên stable web gì đó, hay là một cái sàn nào đó, thì nó sẽ phải chia ra chứ làm sao nó dồn hết một pool được. Đấy, nếu mà nó xảy ra cái trường hợp đấy thì làm sao mà bên kia nó xử lý được? Đấy. Xử lý thế nào em? Thì nó vẫn đảm bảo đủ được là 500 USDT ở đấy. Và nó xử lý một smart contract mà em, nó rút về. Nó xử lý thôi. Thì chỗ này mình sẽ có gì? Chỗ này trước khi mà em swap thì nó đã có một pin gì? Nó đã có một pin USDT rồi mà. Đúng không? Mọi thứ nó làm tự động chứ, bây giờ smart contract làm tự động chứ đâu có phải là nó trên một sàn sách đâu em. Nia là giá 100 đúng không? Ví dụ như không, bây không. Giờ rep đang nói là 10, đang nói ở cây init mà. Trên rep là 10. Bây giờ là chỉ có 60 triệu đô thôi. Thì em phải đồng ý là khi mà nó không đủ thanh khoản. Vấn đề là câu chuyện là không đủ thanh khoản là bình thường. Nhưng mà khi mà có thanh khoản thì luôn phải đảm bảo được số lượng gì 1:1 trong cái pool đó là ok. Thì giá nó vẫn giữ nguyên, nó không bị mất giá. Nó không bị mất bét, thế thôi. Hiểu ý không? Hiểu ý không? Nó không có thanh khoản là 1 triệu. Nhưng mà nó chỉ có 500, nhưng nó vẫn đảm bảo được là 500 USDT và 500 USM thì nó không bị mất bét, thế thôi. Làm sao mà nó đâm được? Nói chung là cái trường hợp mà Nia tăng giá là anh nghĩ là không bao giờ đâm được. Chỉ có mỗi trường hợp là Nia giảm giá giống như Luna mất giá. Tại vì nếu mà Nia tăng giá thì giá trị của Nia và USN là đi với nhau mà, tức là nội bộ đây, không share lại cho mọi người, share lại cho mọi người cái cách nó điều hành pool đây này. Ok đúng rồi. Đây là cách mà nó điều hành pool đây này. Cách mà nó ta điều hành pool là trong cái pool stable web của trên rep này. Nó phải kiểm soát chứ em. Bắt buộc thằng decentralized này banh này nó phải kiểm soát tất cả các pool của nó chứ. Đây nó luôn phải tỷ lệ nó trừ đi là nó burn đi này và nó vào trong cái pool của nó này, bot nó phải tự động làm nó tự 3 lần này chứ. Bây giờ ý của Mạnh là đang có 60 triệu NIR bỏ vào đổi ra USN đúng không? Từ để xem nó đã trả cho Mạnh đã giải thấy cái vừa nãy đã giải quyết được chưa đã. Thì đúng rồi, để nói lại đi, tại vì nãy anh đi ra ngoài tí. À, mọi người cứ đặt câu hỏi thoải mái thôi. Nó sẽ chắc chắn nó sẽ xảy ra nhiều trường hợp. Nhưng mà mình cứ ngồi dần dần phân tích thôi. Đâu rồi? đang suy nghĩ. Anh chỉ đang suy nghĩ là trong trường hợp Nia mà bay biến thôi, chứ còn nếu mà Nia tăng giá thì nó không có vấn đề gì, tại vì bản chất nó đã có quỹ USDT nó backup rồi. Alo, em có hỏi là cái tổng cung của USN thì nó sẽ phụ thuộc vào giá Nia không? Không, phụ thuộc về gì giá Nia? Tổng cung USN là nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà user tất thằng Decentral Bank nó sẽ kiểm soát tổng cung, nhưng mà nó sẽ phụ thuộc vào cái nhu cầu, chứ làm gì có total supply của thằng USN đâu. À có total current thôi, chứ nó sẽ không có limit, top limit gì đó. Khi mà user nó min thật nhiều đúng không, Nia nó phải lấy Nia và nó min, thì lúc này thì thằng này nó sẽ tự cân bằng lại đúng không, nó sẽ min ra thôi, Nia thôi, USN thôi. Vì nó là thằng kiểm soát tổng cung mà.
sau khi mà trong quỹ của nó nhá, trong quỹ của nó, sau khi mà nó dùng hết thì nó lại min ra 1 tỷ đúng không, 1 bin USD đúng không, em đẩy vào đúng không, em đẩy NIR vào, em lấy ra 1 tỷ, bây giờ em có muốn lấy ra 2 tỷ, thì sau khi mà nó đẩy trong cái quỹ hiện tại, cái hiện tại tổng cung initial của nó ra, thì nó sẽ min tiếp thêm 1 tỷ nữa để nó đẩy ra, và nó sẽ là tích tiếp NIR vào đó, USDT vào đó, có nghĩa là cái reserve fund này nó sẽ tăng lên cùng với cái lượng mà USDT được, USN được min ra. Đó thì đó mới là cái ưu điểm của stablecoin, của algorithm stablecoin, hiểu không? Nó rất là nhanh. Tự động, hoàn toàn public. Decentralize toàn bộ luôn. Chứ nó sẽ không phải phụ thuộc vào bất kỳ bên nào, và tất cả mọi người mình có thể vào check được cái reserve fund này đang hoạt động như nào, tổng cung là bao nhiêu. Thì đó trên smart contract này, đó. Trước mình có bằng là hệ NIR ấy, nó chưa ra sự được coi. Tại vì nó liên quan đến pháp lý, vì nó đăng ký ở Mỹ. Thì cái việc mà ra cái thuật toán này thì cũng là một cách để tránh cái phần về mặt pháp lý, đúng không? Chính xác. Nếu mà nó làm kiểu centralized stablecoin thì chắc chắn bây giờ nó khả năng nó không sẽ không được chấp nhận ở Mỹ. Nhưng nếu nó làm stablecoin, algorithm stablecoin thì nó sẽ rất dễ triển khai, nó không cần phải không quá rắc gặp quá nhiều rắc rối. Ví dụ như mà trong trường hợp mà NIR nó rớt về 1 đi, mà trước đó user họ đổi từ họ đổi lúc 10 đô, họ đổi từ NIR sang USN lúc 10 đô, họ giữ USN, họ đem đi farm. Rồi sau đó họ đợi NIR rớt xuống 1 đô, họ dùng cái USN đó họ mua lại NIR trong Decentral Bank, thì Decentral Bank lúc đó sẽ làm như thế nào để đáp ứng đủ cái số NIR mà họ muốn đổi lại với giá 1 đô NIR? Nó đổi ra NIR đúng không? Nó thiếu NIR, ý anh là thiếu NIR đúng không? Đúng rồi. Thiếu NIR thì nó lại lấy stablecoin ra nó mua NIR thôi. Ừ. Thì khi đó thì cái mất nó sẽ không mất lỗ sẽ được em. Không phải là lỗ, mà nó sẽ phải fit với cái stablecoin này thôi. Bản chất là thằng stablecoin này nó tự min ra được mà. Không, bây giờ là nhá. NIR mà đang bây giờ NIR đúng không? Lúc đó nhá, khi mà nó là 10 U đúng không? Từ 10 U còn 1 U thì là cùng một số USN thì mua được 10 lần số NIR ban đầu. Thì lúc đó họ sẽ cân bằng như thế nào trong nội bộ Decentral Bank bây giờ, để họ okay. Trả. Từ mình đi chậm. Đầu tiên là USD nó lấy bao nhiêu? Nó mua NIR đúng không? Hay là nó đẩy NIR vào để nó lấy ra USN và farm đúng không? Ok, lúc đấy reserve fund nó sẽ mất cân bằng. Thì nó sẽ cân bằng lại. Nó sẽ mua stablecoin và bán NIR đi. Rồi. Ok chưa? Rồi. Rồi bây giờ khi mà xuống đúng không? Khi mà giá xuống 1 U. Đúng không? Bây giờ nó dùng USN để nó mua lại NIR đúng không? Ừ. Khi mà giá xuống thì cái quỹ của gì, cái quỹ nó xuống nó có mất được cân bằng hay không đã? Nó sẽ phải đi cân bằng luôn luôn từ đúng trước. Đúng rồi, nó phải đi cân bằng luôn, chính xác. Nó phải đi cân bằng luôn về tỷ lệ NIR. Ừ, thì lúc đó nếu mà người ta đổi, nhưng mà xu thế của user lúc đó sẽ đi bắt đáy đi. Ví dụ vậy thì họ sẽ liên tục là họ user nó sẽ có nhu cầu là đổi USN trở ngược lại NIR để gia tăng cái số NIR. Thế mà thực ra mình thiếu ở đây là thiếu stablecoin USDT chứ, nhưng mà NIR thì đơn giản. Thì đang nói là nếu mà thiếu NIR thì Nó bán stablecoin thôi, nó lại bán stablecoin thì mua NIR thôi. Bây giờ mình đang ví dụ tỉnh thôi, còn nếu mà trong trường hợp động á, tại vì lúc mà làm thì chắc chắn nó sẽ xảy ra rất nhiều trường hợp, nó sẽ rất nhiều trường hợp và khả năng là nó sẽ tỷ lệ nó sẽ rất là khó nhảy vô cùng lúc. Đúng rồi, tỷ lệ nó sẽ không tròn trịnh như này, và nó sẽ thay đổi và nó sẽ lẻ rất là nhiều.
đó là vì sao mà nó sử dụng một cái đống, mọi người có thể đọc chi tiết vào cái phần phía dưới, cái tỷ lệ mà nó cân bằng được lại nó là một cái phương trình bậc hai này. Thế thì search lại cho mà mình nói chiếu. Anh thấy chỉ có khi nào mà NIA mất giá thì nó mới nguy hiểm thôi, chứ còn NIA tăng giá thì không có vấn đề. Đây là nói bản chất, nó là một cái phương trình để mọi người sẽ nhìn thấy đây nè. Cái cơ chế hoạt động của nó đơn giản thôi. Đó, nó là một cái phương trình bậc hai mọi người biết. A bình của B, T về bình này. Đó. Thì nó sẽ rơi vào thời điểm T này, trend down này, upward này. Và nó sẽ phải cân bằng lại này. Nè. Đó, ok nè. Đọc sâu vào đây. Mình sẽ biết được là tỷ lệ bao nhiêu. Do nothing. Đây mọi người sẽ đọc vào đây này. Nó sẽ biết hết là cây mà khi mà near down thì nó sẽ buy gì. Đó. Buy near hay sell near các kiểu này. Đọc thôi, không có cách nào khác đâu. Đúng không? Tìm hiểu. Phải đọc kỹ. Nhưng mình đúng là nếu mà trong thực tế mà từ 10 mà rớt xuống 1 á, mà thằng kia nó giữ nguồn cung thì cũng khó mà rớt được xuống cái giá đó. Tại vì cái ông kia ông giữ đến ông Reserve Bank, ông đã giữ hơn 70%. Bây giờ mình gửi hết vào của nhà người ta hết rồi thì làm sao mà con được đâu mà đâm. Nguồn cung lại tăng lên thì nó rất là khó về cái giá 1. Tại vì bình thường nó đã giữ 70% rồi mà mình lại đẩy thêm 100 triệu nó thì là nó thành 80% rồi. 90% luôn. Về cơ bản thì em thấy cái cơ chế của cái decentral bank nó sẽ không làm ảnh hưởng đến nguồn cung của LIA, thì như vậy thì ok rồi, không sợ gì cả. Còn cái việc là giá kia là do việc làm ăn của decentral bank thôi. Đúng rồi, decentral bank thì như anh đã nói đó, thì cái decentral bank, cái mô hình decentral bank DAO này nó là một cái là mô hình phi tập trung, đúng không? Một cái tổ chức phi tập trung đó. Thì nó giải quyết được vấn đề của centralized stablecoin. Còn đó là giải quyết được cái cơ chế centralized. Còn tiếp đó là để mà nó improve được những sau những cái thiếu sót của UST, thì nó đã đưa ra một số cái cơ chế riêng của nó đấy. Cái anh cũng đã nói rồi, không nói lại nữa. Tại sao lại back bằng USDT? Tại sao lại phải cân bằng lại quỹ? Và tại sao lại phải dùng US currency bond này? Cái này mọi người đây, mọi người cái này là một cái cơ chế cũ rồi, dùng cho Hồng Kông này đó, phép của US này, đô la Hồng Kông nó phép của này, mọi người có thể đọc. Đấy, đại loại thì cơ chế chung thì nó là như vậy, còn về thì mọi người muốn đọc sâu tìm hiểu thì có thể check tiếp, thì anh có thể. Nói chung là họ luôn luôn giữ USDT và NIA ở tỷ lệ 1:1 để họ bắt cho cái đồng USN của họ. Hiện tại là như vậy. Còn cái tỷ lệ 1:1 hay không thì em không sure, là nó cũng phải check thôi. Em cũng chưa check cụ thể là như thế nào. Đó, tỷ lệ 1:1 này. Rồi, ok, mọi người hỏi tiếp đi. Mình sẽ quay lại cái suite, mình check. Nếu mà mọi người có câu hỏi gì, cây gì tiếp. Đó, thì các bạn là sẽ phải cung cấp và sẽ cho mọi người một cái hiểu đúng về cái từng cơ chế một. Vì mọi người là những cái người hoạt động trong cộng đồng, đúng không? Khi mà mình có một cái hiểu đúng, hiểu chính xác thì mình sẽ dễ dàng nói chuyện với bất cứ ai. Mình có một cái đúng và chính xác. Trong chung là cái nào user ấy, ta thế chấp nia vậy, xong rồi cái đi search cho banh này, họ sẽ mang nia để đi search tech, đúng không anh? Không mang nia, không, nó mang nia gì, nó có một cái bucket nè, vừa anh nói đó, có một cái bucket nè. Thế thì nó có một cái nó cái bucket là một cái kho. Anh nghĩ là nó không mang đi stack đâu, vì nó mang đi stack là nó chết luôn đấy. Nó là một cái fan này á, nó chỉ là một cái fan thôi. Vậy thôi. Nó đang cân nhắc cái đó, ý là nó đem đi stack để nó trả lại cái 10% gì. Nếu mà em thật, nếu vào cái cây đấy thì chết luôn chứ không phải ấy. Khi mà anh stack thì có nghĩa là lúc đấy mình không có khả năng để mình chuyển đổi nó ra tiền ra USDT, đúng không?
mà lúc đấy nó đánh nó bán sập xuống một cái thì coi như là mình cũng không lấy cái gì mà trả nhà đầu tư khi giá nó giảm cả. Tại vì nếu mà ăn tích thì mất tầm 2-3 ngày thì mình ăn tích được, thì việc khả năng mà sập nhanh thì không kịp mà ăn tích. Nghĩ cái cơ chế đấy không khả thi, cái cơ chế nên là cái vấn đề mà có các cái chương trình mà phải nhớ là nó đã cầm nguồn cung 67% trong cái hồ stake của nó rồi, và nó tiếp tục nó stake thêm 100 triệu nữa là gần 67 cộng 15 là bao nhiêu đó, 82% là nó đã cầm rồi, thì nó một phần nó đem đi stake để nó lấy cái đó nó trả lãi cho những người deposit USN vào cho nó. Còn phần còn lại là phần NIR còn lại trên sàn là bao nhiêu đó thì tức là nó nắm đằng cán của cái 20-mấy% còn lại thì làm sao? Thật ra bây giờ đơn giản như này nè. Bây giờ nó có 1 tỷ đúng không? Bây giờ mình sẽ ví dụ là 1 tỷ đi. 1 tỷ nhưng nó sẽ kiểm soát đầu ra nó chỉ là 200 triệu thôi chẳng hạn. 200 triệu USN này. Thì cứ mà thoải mái. Hiểu không? Nó sẽ dùng 500 triệu. Nó sẽ dùng 500 triệu để nó bách gì? 500 triệu để nó bách cho gì? USD nó đổi ra USN này. USD này. Để nó bách. Còn cái đống một còn 500 triệu nữa thì nó mang đi nó làm gì thì ai mà biết được. Thì nó hoàn toàn nó có thể xử lý được. Anh phải đợi, mọi người phải đồng ý với nhau đây là nó hoàn toàn xử lý được. Hiểu không? Vì nó kiểm soát cái tổng cung này mà. Nó tự kiểm soát lưu thông mà. Hiểu ý không? À, và một điều nữa là khi mà họ đổi từ USN sang á, mà họ muốn nhận được cái lợi suất 10% mà từ USN á, thì họ lại đi khóa cái USN đó nữa. Tức là mình có USN mà mình lại đem đi khóa vào cái hồ của NIR tiếp. Tức là nó đã bị khóa cái USN rồi. Thì lúc đó cái nguồn mà đổi vào nó chỉ còn lại là USD thôi, USDT thôi. Rồi ok, mọi người còn câu hỏi gì đó? Để phi đó, nó làm game cho mình chơi đó. Bản chất là nó làm rồi, game cho mình chơi. Còn cái của Tú nói về mặt DeFi mà ý là sau khi mà nó không có lên được sàn SEC thì thực ra là tầm nhìn của NIR và các bạn DEX là kiểu như bạn Spin hay là những bạn khác thì bây giờ đang muốn là trade ở trong NIR luôn. Tức là không có đem tài sản ra ngoài NIR nữa mà là tất cả nằm trong... Tức là nói chung là trade ở trên sàn DEX của NIR bằng order book rồi derivative tất cả là trên NIR hết. Thì tức là một hệ sinh thái kín on-chain hết. Thì nó cũng không phải là một vấn đề với lại cái USN mà lên sàn SEC. Tức là mục đích tạo ra stablecoin như vậy là để khỏi lên sàn SEC nữa mà. Thì có điều rồi, tạo ra stablecoin để nó tăng cái khả năng phát triển của hệ sinh thái nên thì đấy là hệ sinh thái nào mà có stablecoin thì nó đều phát triển rất là nhanh rồi. Giảm ảnh hưởng của các cái đồng sách stablecoin đi. Chỉ có điều là cash out thì hơi khó thôi. Ý là thì đúng rồi, trong cái cuộc sống này thì khi mà cash out thì luôn luôn mình phải cắt qua mấy cái đồng đấy rồi. Không thể cắt bằng cái khác được. Vẫn phải có những cái cơ sở tập trung làm cái điểm để cho mình cắt.